Vấn đề hợp đồng của huấn luyện viên Chu Xie được dư luận đặc biệt quan tâm khi thành tích của tuyển Việt Nam không đáp ứng kỳ vọng trong hơn một năm qua. Về vấn đề đền bù hợp đồng nếu sa thải huấn luyện viên Chu Xie, vị lãnh đạo VFF cho biết tất cả mọi thứ đều theo các điều khoản trong hợp đồng. Nếu thành tích tốt thì ông Chu Xie tiếp tục công việc. Nếu thành tích không tốt thì huấn luyện viên Chu Xie phải tuân thủ theo hợp đồng đã ký. Hợp đồng có sự ràng buộc, có sự hợp lý cho cả đôi bên. Thành tích cụ thể ra sao thì hợp đồng đều cụ thể. Nếu chúng ta không làm theo hợp đồng thì không thể bỏ tiền như cách Hàn Quốc đền bù cho huấn luyện viên Klinsmann. Có lẽ không nên đoàn nào ở Đông Nam Á đáp ứng được điều đó. VFF tuân thủ hợp đồng đã ký với huấn luyện viên Chu lãnh đạo VFF nhấn mạnh. Với tuyên bố này, gần như chắc chắn huấn luyện viên Chu chưa bị sa thải trước trận lượt về gặp Indonesia, tuy nhiên nếu không cải thiện được thành tích, nhà cầm quân người Pháp hoàn toàn có thể bị VFF chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn và không được đền bù với số tiền lên tới vài chục tỷ đồng như nhiều thông tin.